Hồng Minh và Diệu Hiền mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng nay của truyền hình Bình Phước. Một buổi sáng với những thông tin bổ ích từ chương trình mang lại sẽ làm cho ly cà phê của quý vị thêm phần ngon hơn, và chúng tôi cũng hy vọng rằng mỗi sáng khi mà cầm ly cà phê trên tay thì quý vị hãy bật TV lên và theo dõi chương trình của BBTV quý vị nhé. Và ngay bây giờ là những thông tin sẽ có trong Cà phê sáng nay. Độc đáo tượng chân dung mini xu hướng đang hot tại Sài Gòn. Tái sinh cho hoa một cuộc đời mới. Bộ phim tài liệu Mùa xuân vĩnh cửu của đạo diễn Việt Vũ đã lọt vào danh sách nhận đề cử Oscar 2022. Thái Lan mở lại vịnh Mai Sa sau 3 năm đóng cửa. Thưa quý vị, Hội nghị quốc tế về ngoại giao số năm 2021 do Bộ Ngoại giao Indonesia đăng cai tổ chức đã thu hút các quan chức ngoại giao cấp cao đại diện cho 21 quốc gia trên thế giới. Hội nghị đã trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao số giữa các quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công nghệ kỹ thuật số đã giúp thế giới kết nối, duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất, trong đó ngành ngoại giao không phải là ngoại lệ. Ngoại giao kỹ thuật số mang lại mức độ tương tác chưa từng có, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy, cho phép phản ứng nhanh hơn với các sự kiện và phối hợp tốt hơn để giải quyết các thách thức toàn cầu. Trước đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh rằng việc sử dụng kết hợp giữa ngoại giao trực tiếp và kỹ thuật số sẽ là tiêu chuẩn mới hậu đại dịch và các nước cần chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn này. Thưa quý vị, dự án đường Phước Hòa Cái Mép được khởi công năm 2016 do Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí dự án hơn 950 tỷ đồng. Dự án hoàn thành giúp hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Bộ đến cảng và ngược lại được thuận lợi. Điểm đầu của tuyến đường Phước Hòa Cái Mép giao với quốc lộ 51 ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quốc lộ 51 là tuyến giao huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu. Đường Phước Hòa Cái Mép dài hơn 4,4 km với 4 làn xe, đến nay đã hoàn thành và thông xe. Dự án có cầu Mỏ Nhát bắc qua con sông cùng tên, gồm 4 làn xe. Theo chủ đầu tư, 3 bên 6 gói thầu đã bàn giao đưa vào sử dụng, các gói thầu xây lắp còn lại dự kiến hoàn thành trong năm nay. Dự án hoàn thành giúp hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Bộ đến cảng và ngược lại được thuận lợi. Đây là một trong 6 dự án giao thông nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo sự kết nối thông suốt, thuận lợi giữa đường liên cảng với quốc lộ 51, phục vụ khai thác hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải và các khu công nghiệp. Thực hiện chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ vào ngày 28 tháng 11, theo đại diện của Vietnam Airlines thì chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 28 tháng 11, kéo dài 13 giờ 50 phút và chuyến bay chiều về xuất phát từ San Francisco vào đêm 29 tháng 11 giờ địa phương và hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 1 tháng 12 với khoảng thời gian bay là khoảng 16 giờ 40 phút. Các chuyến này thì sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Và từ tháng 12/2021, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất 2 chuyến mỗi tuần và tăng 7 chuyến mỗi tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong khi đó thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa được tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế Airport Council International chấp thuận gia hạn chứng nhận AHA, chứng nhận an toàn vệ sinh dịch tễ. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon Hàn Quốc cũng vừa công nhận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là thành viên chính thức của chương trình sáng kiến hành lang an toàn. Đó là những ghi nhận của các tổ chức quốc tế về công tác bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19, bảo đảm sức khỏe cho hành khách tại sân bay. Bước vào tháng 11 là thời điểm thị trường mua sắm ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sôi động. Thế nhưng năm nay, mùa cao điểm mua sắm này được dự báo khó bùng nổ như mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù vậy, với hàng loạt chính sách kích cầu cùng chương trình khuyến mại tập trung kéo dài đến hết năm vừa được thành phố phát động, mùa mua sắm cuối năm đang có nhiều tín hiệu rất là tích cực để đem lại sinh khí cho thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm mua sắm lớn nhất của cả nước. Trung tâm thương mại này hiện là điểm mua sắm hút khách hàng đầu tại quận 7. Dịp cuối năm, người dân từ nhiều quận nội thành cũng đổ về đây để mua sắm giải trí. Hàng hóa tràn ngập cả hàng nội địa lẫn ngoại nhập, nhất là các sản phẩm đến từ Hàn Quốc cùng các chương trình giảm giá sâu, quà tặng, khuyến mãi làm nên sức hút cho điểm mua sắm này. Ở đây nó hơi xa nhưng mà biết là ở đây đồ đạc rất là nhiều nên sẵn sàng đi sao tí để mua đầy đủ hơn. Mở cửa trở lại từ đầu tháng 10, các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức chạy nước rút cho mùa mua sắm cuối năm
mùa kinh doanh được chờ đợi nhất của ngành bán lẻ. Để thích ứng với tình hình đời sống đang gặp khó khăn, các nhà bán lẻ đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, từ mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2 đến giảm giá 30 đến 50, 70%. Khuyến mãi tập trung lớn nhất vào nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng. Mùa mua sắm cuối năm của thành phố Hồ Chí Minh còn được tiếp sức với chương trình khuyến mại tập trung kéo dài đến hết năm 2021, là chương trình giảm giá dài nhất từ trước đến nay của thành phố. Hiện gần 600 doanh nghiệp tham gia với khoảng 1.700 chương trình khuyến mại từ 30 đến 70%, thậm chí là lên đến 100%. Tiêu dùng họ cũng rất là mong để người ta mua sắm những cái mặt hàng để phục vụ cho Tết dương lịch và Tết âm lịch. Các cái doanh nghiệp người ta cũng rất là mong để người ta bán những cái đơn hàng lớn, và những đợt khuyến mãi này sẽ tạo ra một cái lượng cầu lớn hơn cho thành phố Hồ Chí Minh. 10 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ. Mùa mua sắm và khuyến mãi cuối năm là dịp để ngành dịch vụ bán lẻ trở lại với đà tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Triển lãm với chủ đề Văn hóa soi đường cho quốc dân đi tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội là sự kiện chào mừng Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa diễn ra. Triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu hiện vật quý với các nội dung, một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Trong đó, triển lãm đã quy tụ những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam để khắc họa những tư tưởng của Bác về văn hóa. Bộ phim tài liệu Mùa xuân vĩnh cửu của đạo diễn Việt Vũ đã lọt vào danh sách nhận đề cử Oscar 2022 tại hạng mục phim tài liệu ngắn xuất sắc. Là người đam mê làm phim tài liệu, đạo diễn Việt Vũ được giới chuyên môn đánh giá cao về góc nhìn sâu sắc đối với mọi vấn đề mà anh muốn đề cập trong tác phẩm của mình. Bộ phim The Internal Green Palm Mùa xuân vĩnh cửu vừa nhận được giải thưởng lớn phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cork Anh lần thứ 66. Tại Liên hoan phim quốc tế Cork, các tác phẩm chiến thắng ở hạng mục Primebridge, Ibridge Tops, Primebridge International Shorts và Primebridge Documentary Shorts sẽ lập tức vượt qua vòng sơ loại Oscar. Từ danh sách này, ban tổ chức sẽ đánh giá để đưa ra danh sách đề cử rút gọn. Trước khi nhận đề cử Oscar 2022, Mùa xuân vĩnh cửu đã có buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, cũng như góp mặt trong nhiều sự kiện điện ảnh quan trọng tại Ukraine, Trung Quốc và Azerbaijan. Nhà làm phim Việt Vũ là gương mặt duy nhất từ Việt Nam được chọn tham gia chương trình Swiss Lab do tổ chức phi lợi nhuận Southeast Asia Fiction Film Club tổ chức. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã xây dựng dự án truyền thông mang tên Living Fully in Vietnam, sống trọn vẹn tại Việt Nam để quảng bá cho việc mở cửa quốc tế của Việt Nam. Hiện tại thì chiến dịch này đã triển khai trên vietnam.travel, trang giới thiệu du lịch Việt Nam, trên các nền tảng mạng xã hội và đón nhận phản hồi tích cực của khách hàng quốc tế. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên gồm 250 khách Hàn Quốc tới Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 20 tháng 11 tới. Sau đó tiếp tục thực hiện thí điểm đón khách tại các địa phương khác là Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh. Thưa quý vị, những ngày qua thì cộng đồng mạng đang truyền tay nhau về một dịch vụ độc đáo, chế tác những bức tượng mini mô phỏng bản thân chỉ dài khoảng 15cm, gần giống với người thật. Và nếu như trước đây chỉ những người nổi tiếng mới có thể được tạc tượng thì nay tại Việt Nam, bất cứ ai cũng có thể sở hữu một bức tượng mini mô phỏng sống đến 80% là người thật. Và hôm nay mời quý vị hãy cùng gặp gỡ anh Phan Văn Thắng, người đã mang mô hình chế tác đặc biệt này về Việt Nam. Sau nhiều năm học tập tại Thụy Điển, có cơ hội đi các nước châu Âu, anh Thắng nhận thấy ở nước ngoài, việc tặng nhau những bức tượng mang tính cá nhân hóa rất phổ biến, khiến anh đã nung đấu và mất gần 2 năm để đưa mô hình này về Việt Nam. Đi mua sắm ở trên mạng, nhất là trang các trang nước ngoài, thì tôi có thấy cái
dịch vụ tựa mini này khá là hay mà ở Việt Nam thì lại chưa có. Và trước giờ thì họ chỉ làm tượng để phục vụ cái việc là thờ này, hoặc là cho người rất là già, và chưa có khái niệm là tượng để làm quà tặng. Thì tôi thấy là đây sẽ là một cái mảng mà được thị trường đón nhận, và thế là tôi quyết định bắt tay vào nghiên cứu. Để làm ra những thành phẩm như thế này, anh Phan Văn Thắng đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để tạc ra phôi tượng. Và để giữ bí mật kinh doanh thì chúng tôi không được ghi hình ở phòng chế tác đặc biệt này. Sau khi ra được những phôi tượng như thế này, được chuyển qua bộ phận vẽ màu để thổi hồn vào những bức tượng mini. Việc tìm nguyên liệu làm tượng cũng rất kỳ công. Trước đây thì tượng thường được làm bằng thạch cao hoặc là làm bằng một loại đất sét của Nhật Bản. Tôi thấy là cái độ bền của các loại vật liệu này nó không được tốt lắm, bởi vì rơi nó có thể sinh ra cái chuyện là vỡ. Thì sau một thời gian dài nghiên cứu, tôi thấy là vật liệu nhựa này thì nó có ưu điểm rất là tốt. Đấy là bắt màu tốt này. Sau đó thì khi mà rơi ở cái độ cao vừa phải, độ 1-2 mét chẳng hạn, thì nó không vỡ. Như vậy là khách hàng sử dụng phương tiện này là hoàn toàn để yên tâm về việc độ bền. Nếu mà ở trong nhiệt độ phòng thì có thể để vài chục năm, thậm chí hơn thế nữa. Những bức tượng thành phẩm với kích cỡ chỉ 15-20cm có thần thái mô phỏng gần giống ảnh gốc, thể hiện sở thích, đam mê hoặc công việc của bản thân, khiến những người sở hữu cảm thấy rất thích thú. Đây không chỉ là một xu hướng mới thu hút giới trẻ mà còn là một sản phẩm nghệ thuật độc đáo. Nghệ thuật sáng tạo luôn làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thi vị, đúng không chị Hằng My? Vâng, đúng như vậy đấy, Diệu Huyền ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và nhắc đến nghệ thuật hoa khô thì không thể không nhắc đến thương hiệu hoa Đông Hà ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Vâng, hàng năm vào thời điểm này thì người dân lại tất bật với công việc phơi khô hoa, có nguyên vật liệu để dùng cho sản xuất các sản phẩm hoa khô phục vụ Tết Nguyên đán. Ngay sau đây mời quý vị khán giả cùng phóng viên chương trình khám phá những điều thú vị của nghệ thuật làm hoa khô này. Xin mời chị Thu Hà. Chào hoa MC và chào quý vị khán giả. Bất kỳ loài hoa nào cũng có những vẻ đẹp riêng, sắc màu riêng và mùi hương đặc trưng khác nhau. Chỉ tiếc là hoa nở cũng có lúc tàn, đó là quy luật của cuộc sống mà không thể nào cưỡng lại được. Thế nhưng vẫn có những người nghệ nhân bởi đôi tay tài hoa, khéo léo của mình đã thổi hồn cho hoa, giúp cho những đóa hoa đẹp giữ được thần sắc riêng cho một cuộc đời mới. Đến với cà phê sáng nay, mời quý vị khán giả cùng Thu Hà và ekip gặp gỡ người nghệ nhân tài hoa này. Xin mời quý vị. Là người sinh ra và lớn lên tại làng nghề làm hoa khô nghệ thuật Hương Thịnh, nghề truyền thống của địa phương dần ngấm vào máu thịt nghệ nhân Đặng Thị Đông Hà. Bằng tình yêu hoa và sự đam mê của mình, chị đã không bỏ lỡ cơ hội phát triển làng nghề thông qua những tác phẩm nghệ thuật để đời. Nhìn những tác phẩm hoa sinh động với đủ màu sắc do nghệ nhân Đông Hà thực hiện, không ai có thể ngờ rằng tất cả những sản phẩm nghệ thuật đó được chị tạo ra từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản trong tự nhiên. Từng tác phẩm được thổi vào đó linh hồn và thần sắc tự nhiên vốn có, giúp hồi sinh trong hình hài mới làm say mê lòng người. Nói thì đơn giản, nhưng để có một tác phẩm hoa khô nghệ thuật là cả một quá trình gian khó, đòi hỏi sự tỉ mẩn, công phu và đầy nhiệt huyết của người nghệ sĩ. Quý vị thân mến, Thu Hà thực sự rất ấn tượng với những tác phẩm hoa nghệ thuật ở đây. Và chắc hẳn người nghệ nhân để tạo nên được một tác phẩm hoa như thế này thì phải có cách làm riêng của mình. Em chào chị. Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi là để tạo nên được một tác phẩm hoa đẹp như thế này á thì cái khâu quan trọng nhất của mình là gì hả chị? Nói chung màu sắc mình phải kết hợp cho nó hài hòa. Đó, người mua người ta nhìn vào người ta cảm thấy một cái giỏ hoa nó không có bị rối, mà họ thấy là họ thích liền. Chứ không phải là hoa là màu mè là đẹp, không phải. Do cái màu hoa khô thì đương nhiên cái màu nhu nào thì nó lại đẹp từng đó. Dọc cung đường đến hợp tác xã Hương Thịnh,
chúng tôi được chiêm ngưỡng các loại hoa nguyên liệu trải dài như một bức tranh sinh động. Trong đó, hoa cỏ Indo, còn gọi là lúa mạch Indonesia, có chuỗi dài mượt, vàng ánh khi chín và hạt dày dính chặt trên chuỗi. Giống cỏ này được Hợp tác xã Hoa khô Nghệ thuật Hưng Thịnh sử dụng làm nguyên liệu sản xuất chính. Để có thêm thu nhập, lại giúp cho Hợp tác xã chủ động hơn trong khâu sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho thị trường hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những nông dân khác trong vùng cũng được Hợp tác xã Hưng Thịnh khuyến khích gieo trồng hoa cỏ Indo này. Thì cái lúa Indo này nó có đặc điểm là thời gian trồng thì nó rất là ngắn hạn, nó chỉ có 3 tháng thôi. Còn cái lúa qua bo của Việt Nam mình thì nó tới 6 tháng. Nhưng mà cái lúa này thì cái cọng nó thẳng hơn, mình cắm hoa nó đẹp hơn. Nguyên liệu thì bà con ở ấp mình họ trồng em, rồi các xã khác nữa, những người mà họ có đất nè, họ đăng ký họ trồng thì mình cũng cho họ trồng rồi mình thu mua. Để trở thành được một người nghệ nhân giống như chị á, thì một người mới như em hay cả những học viên chưa biết gì về công việc này thì mình mất khoảng bao lâu để làm công việc này ạ? À? Trước tiên mình phải yêu thích nghề mình mới làm được, phải chịu khó, nó rất là công phu. Mình đi học nghề thì mình cũng tới, mình chịu khó học hỏi, học những cái cơ bản rồi mình cắm vô thì nó nhanh. Hợp tác xã Hoa khô Nghệ thuật Hương Thịnh của nghệ nhân Đông Hà hiện là mái nhà chung của 14 nghệ nhân khác. Tác phẩm của họ không chỉ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân mà còn trở thành thương hiệu được mọi người, mọi nhà lựa chọn. Bởi vì những tác phẩm vẫn giữ nét đẹp tự nhiên, thời gian trưng bày được lâu dài mà giá thành lại không quá đắt. Tôi thì rất là yêu thiên nhiên, rất là yêu cái đẹp. Đặc biệt là các loài hoa mà có nguồn gốc xuất xứ từ thiên nhiên. Trong nhà thì lúc nào cũng có 2-3 bình hoa như thế này. Còn vào các cái dịp lễ Tết này kia thì tôi cũng vẫn liên hệ với chị để chị làm những cái bình hoa rồi những cái bó hoa để tặng cho những người thân yêu của mình. Quý vị thân mến, ai đó đã từng nói rằng hoa chỉ đẹp khi ở giữa thiên nhiên, nhưng hoa của chị Đông Hà lại rực rỡ trong từng không gian khác nhau. Chị Hà cùng với những người nghệ nhân của mình không chỉ tái sinh cho hoa trong một cuộc đời mới, mà còn giúp cho các công sở, cơ quan, những mái ấm có thêm những tác phẩm hoa đẹp để bày trí trong không gian riêng của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thu Hà trong cà phê sáng nay. Thưa quý vị, từ 15 tháng 11, thỏa thuận bong bóng du lịch Hàn Quốc-Singapore theo kế hoạch bắt đầu có hiệu lực, trong đó hai nước thực hiện miễn hoặc giảm các quy định về kiểm dịch đối với khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ đến và đi từ cả hai quốc gia. Singapore là điểm đến thứ hai mà Hàn Quốc ký thỏa thuận bong bóng du lịch sau Saipan, đảo lớn nhất của khối thịnh vượng chung quần đảo Mariana thuộc Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Thỏa thuận cho phép khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ của hai bên được đi lại tự do mà không cần kiểm dịch và hai bên cũng công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 của nhau. Tôi đã đặt vé ngay trong 1 giờ sau khi nghe thông tin về bong bóng du lịch này. Chúng tôi đã chờ ngày được đoàn tụ với gia đình bên Hàn Quốc. Nói chung không phải bây giờ thì không bao giờ chúng ta có thể đi được. Các quốc gia Đông Nam Á vốn có nhu cầu du lịch tới Hàn Quốc khá cao, đặc biệt là vào mùa cao điểm thu đông. Qua bong bóng du lịch kết nối với Singapore, Hàn Quốc hy vọng có thể đón một làn sóng lớn khách Singapore đổ tới cuối năm nay. Bộ Công viên Quốc gia Thái Lan vừa thông báo sẽ mở cửa trở lại Vịnh Maya, địa điểm nổi tiếng từng xuất hiện trên phim ảnh đón du khách từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sau 3 năm đóng cửa để trùng tu. Không giống như nhiều điểm tham quan mở cửa trở lại trong những tháng gần đây, việc đóng cửa Vịnh Maya không liên quan tới đại dịch COVID-19. Việc mở lại Vịnh Maya đi kèm một số lưu ý, tàu thuyền không thể ra vào vịnh. Thay vào đó, các phương tiện phải trả khách tại bến tàu nằm ở phía sau hòn đảo Phi-Phi-Lê, cách xa vịnh nhỏ nổi tiếng. Chỉ có 8 tàu cao tốc được phép cập cảng tại đó cùng lúc và các chuyến thăm sẽ bị giới hạn trong 1 giờ, với tối đa 300 khách du lịch một vòng, từ 10 giờ đến 16 giờ mỗi ngày.
Trong tuyên bố, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho biết, chính phủ đang nỗ lực hoàn thành các cầu tàu mới và thiết lập những khu vực được chỉ định cho các hoạt động dưới nước để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại. Điểm đến nổi tiếng này ngừng đón khách du lịch kể từ tháng 6 năm 2018 khi các quan chức bắt tay vào chương trình nhằm hồi sinh các loài san hô đã tàn lụi trong khu vực. Thưa quý vị, là nơi cư trú của hơn 45.000 động vật biển thủy cung lớn nhất Trung Đông vừa mở cửa đón khách tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủy cung được chia thành 10 khu vực phản ánh các sinh cảnh biển khác nhau trên toàn cầu. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội khám phá môi trường tự nhiên dưới nước thông qua các công nghệ tiên tiến và thực tế ảo. Một số loài mang tính biểu tượng của thủy cung gồm cá mập đầu búa và kỳ đà nước châu Á. Một trong số các khu vực quan trọng nhất của thủy cung là Butina, mô hình thu nhỏ của hòn đảo Butina ở Abu Dhabi, một khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ mà du khách không thể tiếp cận. Đến đây thì chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.